Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại khóa tu Bình Yên trong từng giây phút lần thứ hai tại đạo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bài pháp thoại thứ hai của khóa tu. Thi sĩ Quách Thoại có bài thơ Bông Thược Dược rất là dễ thương. Đứng im bên hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu, tôi sụp lại cúi đầu. Buổi sáng Quách Thoại bước ra khỏi nhà, nhìn một cái đóa hoa thược dược, nhìn một cái nụ hoa. Quách Thoại kinh ngạc, thấy trước mặt mình là một cái thực tại rất là màu nhiệm. Chỉ là một nụ hoa thôi. Có thể là trước đây Quách Thoại đã không để ý trước nhà mình có cái hoa thược dược, bây giờ bắt đầu nhận ra. Hoặc là trước đây Quách Thoại đã từng nhìn nhưng mà nhìn sơ sài, nhìn chắc có nhìn thôi, chứ không biết có một cái sự có mặt của hoa thực dược. Nhưng mà tại sao Quách Thoại lại kinh ngạc? Lặng nhìn em kinh ngạc là tại vì trong lòng Quách Thoại lúc đó cũng rất là yên, trong lòng không còn những cái căng thẳng, những lo lắng, những khổ đau. Và cái trạng thái tâm bình yên của Quách Thoại đã kết nối được với thực tại bên ngoài. Quách Thoại nhận ra đóa thược dược là một cái thực tại rất là nhiệm màu. Có lần tôi ở vùng Hòa Thịnh Đốn, lần đầu tiên tôi đến cái vùng đó ở, và nhằm cái mùa hoa đào nở vào tháng tư, giữa tháng tư, thì buổi sáng thức dậy thấy hoa đào nở. Các bạn biết là hoa đào nó nở từ dưới gốc, nó nở lên tới ngọn, chỗ nào cũng đặt gần hết. Và nhìn cái hoa đào nở mà mình muốn xỉu luôn, tại vì thấy nó hay quá, thấy nó tuyệt vời quá. Tại sao mà nó có thể đem hết cái tinh ba của mình để mà bung ra như vậy? Tại sao nó làm được cái điều kỳ diệu như vậy? Nó đâu có cần ai khen đâu, nó đâu cần ai công nhận. Nó đã lấy khoáng chất, nó đã hút nước, nó đã hít thở không khí, nó đã chịu ân của đất trời, thì nó làm tròn cái trách nhiệm của nó. Đó là nó nở những đóa hoa tươi thắm. Và các vị đi ngắm hoa đào vào ban đêm thì các vị sẽ có trăng, thì các vị sẽ thưởng thức được cái mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa đào. Mình đi đông người thì mình không thưởng thức được mùi thơm của hoa đào. Và khi mình nhìn hoa đào, mình cũng có thể cúi đầu bái phục một loài hoa đã sống một đời sống thật là ý nghĩa, rất là đáng sống. Thì các bạn cũng phải biết rằng hoa đào cũng phải trải qua một cái trận băng giá 4 tháng trời, trong cái rét thấu xương rồi thì hoa đào mới nở được. Để tới khi mà mùa xuân hoa đào trở thành một loài hoa đặc biệt, và nhiều người ở những cái tiểu bang khác đã kéo về để ngắm hoa đào, trở thành lễ hội của hoa đào ở vùng Hòa Thịnh Đốn. Có những lúc chúng ta có những cái kinh nghiệm như vậy, có những cái trải nghiệm như vậy, mình nhìn một cái thực tại nào đó mà không còn tham sân si nữa, không còn những cái ham muốn, những cái đòi hỏi, không còn nghi ngờ, còn kỳ thị,
không còn toan tính gì nữa, tâm mình nó thật sự là lắng yên rồi, thì mình nhìn cái thực tại nào thì thực tại đó cũng trở nên nhiệm màu. Cái kinh ngạc ở đây có nghĩa là đó là thực dược đã là một thực tại nhiệm màu rồi, mà mình đi đâu bao nhiêu năm trời mà mình không có thấy được. Và cái thực tại sâu sắc hơn đó là ở trong tâm mình nó cũng có những cái khả năng bình yên tuyệt vời như vậy, mà mình làm gì thời gian qua mà mình để cho cái tâm mình nó không có bao giờ được bình yên, nó cứ sóng gió, nó cứ lăng xăng, nó cứ lăng tăng, nó cứ dao động liên tục. Và Quách Thoại nghe cái đóa hoa đang hát, mà không phải là hát trong 10 phút hay là 20 phút, mà hát cả thiên thâu. Thiên thâu tức là thiên thu, bài hát bất tận, bất sanh, bất diệt, tức là tìm thấy được cái dòng sinh mệnh bất diệt của đóa hoa thực dược, mà cũng của chính mình. Cho nên Quách Thoại đã quỳ xuống, sụp xuống lạy đóa hoa, nhưng mà kỳ thực là lạy cái chất liệu bình yên ở bên trong của mình. Mừng quá đã được trở về, đã tìm thấy con người thật của mình. Nhạc sĩ Quốc Bảo trong bài Bình Yên có cái câu là bình yên để đóa hoa ra chào, rất là hay. Tại sao bình yên, tại sao mình bình yên mà hoa nó mới ra chào được, còn mình không bình yên thì hoa nó đi đâu, nó không chịu chào. Chào tức là nở đó. Thật ra là hoa nó đã nở rồi mà mình không có thấy được. Bây giờ bình yên thì mình mới bắt đầu thấy. Nhưng mà cái sâu sắc hơn đó là cái đóa hoa trong lòng mình nó cũng đã bắt đầu nở. Bình yên để trăng cao. Trăng đại diện cho cái ánh sáng, để cho cái tuệ giác nó ra đời. Khi bình yên rồi thì cái thấy của mình nó trong sáng. Bình yên để sống nâng niu bờ. Sống nâng niu bờ nghĩa là gì? Có nghĩa là sống sẽ đem phù sa để bồi đắp vào bờ. Bờ thì nâng niu trở lại sống, để giữ cho những con sóng nó tiếp tục trôi xa mãi. Thì để cho cái sự tương tác qua lại nó diễn ra, để cái lòng biết ơn nó diễn ra. Bình yên không ngờ, lòng ta se sẻ cầu kinh bình yên. Có những cái giây phút bình yên nó mang tới những cái giá trị bất ngờ. Không ngờ khi mình bình yên, cái tâm mình nó bình yên, mình bỗng dưng mình muốn tha thứ cho người đó. Còn trước kia mình nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được. Trước kia mình muốn cắt đứt cái liên hệ với người đó. Mình không có muốn nhìn mặt người đó nữa, mãi mãi. Mình thề với lòng như vậy. Nhưng mà khi mà mình đi xách gói, đi ngồi thiền, đi thiền hành, đi đến khóa tu, mình có cơ hội được trở về với hơi thở, trở về với cảm thọ, trở về với tâm của mình, trở về với chính mình. Những cái giận hờn, những cái đố kỵ, những cái đòi hỏi, những cái trách móc, những cái tổn thương, nó chỉ là những hiện tượng tâm lý thôi. Khi mà mình không có để ý tới nó nữa, không có đồng nhất mình với nó nữa, thì nó tan biến đi. Nó để lại một cái sự bình yên trong tâm hồn. Thì khi cái tâm mình nó bình yên như vậy, thì mình nhìn thấy vấn đề nó khác. Thế cái lỗi lầm người kia nó không có quá lớn như trước đây nữa. Và khi đó, khi mà bình yên nó dâng lên rồi, thì cái lòng mình nó mở ra. Lòng chỉ mở ra khi mà cái nhu cầu cho cái tôi, cho cái bản ngã, những cái thức ăn cảm xúc nó không cần thiết nữa.
cái bản ngã của mình, cái tôi của mình bây giờ là đã có thức ăn từ chất liệu bình yên rồi, cho nên nó không cần người kia phải làm cái gì nữa, phải năn nỉ, phải lạy lục, phải van xin thì mới tha thứ. Mà mình lại còn thấy được những cái lầm lỡ kia nó chỉ là một hiện tượng nhất thời thôi, chỉ là một phần rất nhỏ trong con người của người kia, chứ không phải là cái tổng thể. Khi tâm mình bình yên, mình nhìn được cái tổng thể, nó khác với cái hiện tượng. Cái sự hư hỏng kia, cái thái độ không dễ thương kia, nó chỉ là một hiện tượng. Còn người kia, họ còn còn những chất liệu tuyệt vời khác. Họ có một cái tổng thể rất là tuyệt vời, cũng giống như mình. Khi mình nổi sân hận, khi mình u mê, khi mình dại dột, thì cái đó chỉ là một phần của con người mình thôi. Nếu người khác nhìn mình, nhìn cái hiện tượng của mình mà nghĩ tất cả con người mình chỉ là như vậy thôi thì rất là oan ức. Bình yên một thoáng cho tim mềm. Phật bảo nói như vậy. Một thoáng bình yên thôi thì trái tim mình nó mềm ra. Còn thiếu bình yên, cái tim nó cứng ngắc à. Nhất định không mở ra, nhất định bỏ, nhất định từ, nhất định ngoảnh mặt làm ngơ, chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà khi bình yên nó trở về rồi, trái tim nó mềm xuống. Nó mềm là do bình yên, chứ không phải nó mềm là do năn nỉ, không phải là do xiêu lòng, mà nó mềm là do không có mong muốn gì nữa hết. Khi mà không mong muốn nữa thì bình yên nó sẽ xuất hiện. Trong đây có những câu rất là hay. Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng, mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Khi mà mình bình yên thì có thể người thương của mình cũng được hưởng, cũng chịu sự tương tác của mình, họ cũng được bình yên. Cái sự phản bội kia, cái sự ra đi kia, nó chỉ là một cái cơn mê nhất thời, nhưng mà người đó không có vượt thoát được. Và khi tâm hồn người đó bình yên, người đó không có chạy theo những cảm xúc nhất thời, họ tỉnh ngộ, bình yên đã đưa người đó trở về. Chính ta cũng vậy, có những lúc chúng ta cũng bị say nắng. Tôi mới biết được cái từ này khi về Việt Nam, có cái từ say nắng. Mình cũng muốn làm những cái chuyến ra đi, nhưng mà bình yên đã kịp thời đưa mình trở về. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, rất là hay. Tức là khi tâm hồn mình yên, giống như là mình được sinh sản một kiếp mới vậy đó. Kiếp trước là cái kiếp còn bất ổn, còn lăng xăng, còn quằn quại đau thương. Nhưng mà khi mà mình trở về được với hơi thở, thả lỏng được toàn thân, lắng nghe từng cái cảm giác trên từng vùng cơ thể, thì bỗng dưng cái sự bình yên nó xuất hiện. Và lúc đó là mình đã trở thành một con người khác, một nhận thức khác, một cái thấy khác về mình hay là về đối tượng bên ngoài. Giống như là mình đã sang một kiếp mới rồi. Kiếp trước rất là khổ đau, và liền sau đó là một kiếp rất là an vui. Chúng ta có thể luân hồi trong từng giây phút, chứ không phải là rời bỏ thân mạng này mới có sự luân hồi. Chúng ta có thể tái sinh trong từng giây phút.
Có một hôm Nicodemus là một người Do Thái giáo rất là muốn gặp Chúa Giêsu để hỏi một cái câu hỏi rất là thao thức, nhưng mà vì khác tôn giáo cho nên là Nicodemus không có dám xuất hiện giữa ban ngày, đợi nửa đêm rồi mới lần mò tới chỗ Chúa Giêsu đang đang ở, tức là Chúa Giêsu có một cái chuyến đi ngang qua cái vùng đó. Và khi gặp được Chúa Giêsu rồi thì Nicodemus mới hỏi: Thưa Ngài, làm sao để được sinh vào vương quốc của Thượng Đế? Chúa Giêsu đáp tỉnh bơ: Chết. Thì khi nào chết rồi mới được sinh vào vương quốc của Thượng Đế? Thì Nicodemus xanh mặt hết hồn. Thì Chúa Giêsu mới mỉm cười nói: Khi mà ý niệm đầu nó chết đi, ý niệm thứ hai nó sinh ra. Mong giữ sự thuần khiết trong cái ý niệm thứ hai thì ông đã sinh vào vương quốc của Thượng Đế rồi. Vương quốc Thượng Đế hay là Niết Bàn hay là cõi cực lạc đều ở trong tâm hồn của mình. Khi mà những giận hờn, những đố kỵ, những hơn thua, những ham muốn nó rơi rụng xuống, cái lúc đó chúng ta ở trong cái thế giới của vương quốc Thượng Đế, của Niết Bàn hay là của cõi cực lạc. Cái điều đó là cái điều có thể xảy ra và xảy ra bất cứ lúc nào chúng ta muốn, nếu chúng ta có một cái phép thực tập đúng đắn và một cái thái độ thực tập đúng đắn. Nhưng cái câu hay của Quốc Bảo trong trong bài này đó là: Như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau. Rất là hay. Người kia có thể làm cho mình khổ, người kia có thể làm cho mình mệt mỏi, nhưng mà chúng ta đã lớn lên từ trong nhau, học hỏi lẫn nhau. Những cái đau khổ mà chúng ta cho nhau đôi khi là những cái chất liệu để nuôi cho nhau lớn lên. Thành ra cảm ơn người kia đã từng làm khổ mình, đã đưa ra những bài thực tập rất là hay để cho mình được trưởng thành, để cho sức chịu đựng của mình nó lớn lên. Nhờ sức chịu đựng đó mà mình đã đi vào trong cuộc đời này một cách vững vàng. Nhờ em làm khổ tôi mà tôi mới hạnh phúc như ngày hôm nay. Hay nhờ anh làm khổ tôi mà tôi có thể vững vàng như ngày hôm nay. Tôi không có hận anh, tôi không có hận em. Mà chúng ta cần phải biết ơn nhau. Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa. Thiệt là hay. Người kia trở về rồi không có giận dữ, không có nói thôi đi luôn đi, không có trách móc, không có ngắt nhéo, mà chỉ tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên. Tặng nhau một câu nói ứa ra từ trái tim. Để làm gì? Để quên hết khó khăn chia lìa. Anh Trịnh Công Sơn anh nói cái trái tim của chúng ta nó hay lắm. Nó được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Có một bạn làm tổng giám đốc ở đây, ở tập đoàn, một trong những cái tập đoàn ở đảo Kim Cương, đang đó còn trẻ, mới lập gia đình, vừa sắp có con. Bạn đã nói với tôi rằng là bạn đó có lấy một cái lớp học của một vị thầy từ Ấn Độ đến dạy mình làm sao để nhớ thật là nhiều, tăng cái bộ nhớ lên, đọc những cái dãy số thiệt là dài mà vẫn có thể nhớ được. Và bạn lấy được 2 lớp rồi. Tôi hỏi bạn kết quả làm sao thì bạn nói thì thấy nó có khác. Thì tôi hỏi bạn chỉ ước muốn bạn là bạn muốn nhớ tới cái gì, thì bạn nói là cái gì mình đã nhìn qua rồi, mình đã thấy qua rồi, đã chứng kiến qua rồi thì không thể quên. Tôi nói, trời ơi nguy hiểm quá, bạn phải lấy một cái lớp khác nữa, phải học quên, học nhớ rồi phải học quên nữa. Bạn thử nghĩ cái gì mà bạn cũng nhớ hết thì làm sao bạn sống nổi? Cái gì đáng nhớ thì nhớ, đáng quên thì quên. Mình nhớ những cái lầm lỡ người kia mãi thì làm sao mà sống với người kia được? Nhớ quá khứ không à, thì làm sao mà sống an vui với nhau được? Cho nên phải quên. Thì ở đây Trịnh Công Sơn đã phát hiện được là cái trái tim mình nó kỳ diệu lắm.
Nhớ thì nó cũng có thể nhớ, mà quên thì nó cũng có thể quên. Trái tim cho ta nơi về nương náu. Khi mà chúng ta không có thể nương náu ở bất cứ nơi đâu hết, không ai cho ta nương náu hết, ai cũng xua đuổi ta cả, ai cũng tránh né ta cả, thì cái chỗ mà tốt nhất, an toàn nhất, đó là chính trái tim của ta. Trái tim cho ta nơi về nương náu, để rồi được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Hồi nãy trong giờ thiền buông thư, Đức Trí có hát bài Rừng xưa đã khép của Trịnh Công Sơn. Rừng xưa đã khép là gì? Là quá khứ đã khép lại rồi. Quá khứ như là một khu rừng vậy. Em hãy ra đi, đừng có đứng ở trong đó nữa. Đi ra mà sống với hiện tại nè. Đóa hoa đang nở, dòng sông đang trôi, người thương đang có mặt với em nè. Một cái thế giới màu nhiệm đang hiện ra nè. Mà tại sao em cứ kiếm cái gì ở trong cái quá khứ mà ở trong đó hoài vậy? Không có lối ra, chằng chịt, mờ mịt, đen đen tối, đen như mực. Đừng có ở trong đó nữa, đi ra đi. Rừng xưa đã khác, em hãy ra đi. Rừng xưa đã khác, em hãy ra đi. Bây giờ mời các bạn nghe bài Bình Yên của Quốc Bảo. Thank you.
Chúng ta tìm thấy cái nhu cầu của bản thân. Có lúc chúng ta có những giai đoạn chúng ta có nhu cầu được được thể hiện chính mình, được khẳng định. Có những lúc chúng ta có nhu cầu được thương yêu, được kính trọng, được nể phục. Và có những giai đoạn chúng ta chỉ cần được bình yên thôi, được tìm về với chính mình, được quay vào bên trong, được nương tựa vào chính mình. Chúng ta đừng có đợi cho tới khi lớn tuổi rồi thì chúng ta mới nghe được cái tiếng gọi đi tìm sự bình yên, mà hãy nghe từ bây giờ. Thật ra ở mỗi giai đoạn của đời người đều cần có sự bình yên cả. Chỉ có điều là ở những giai đoạn còn tuổi trẻ, chúng ta bị lấn át bởi những tiếng gọi khác, tiếng gọi của những ham muốn, của những đòi hỏi. Và thường thường khi xảy ra một cái biến cố, một tai nạn hay là một cái trận bệnh thập tử nhất sinh thì chúng ta mới bắt đầu quý giá cuộc sống trở lại, quý giá từng hơi thở, từng bước chân, quý giá những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, và bắt đầu sống sâu sắc trở lại. Có nhiều người sau những cái biến cố đó thì họ sống, thái độ sống đã thay đổi. Nhưng có những người sau những biến cố như vậy thì thay đổi được một thời gian rất là ngắn, rồi trở lại thói quen cũ. Chúng ta đừng có đợi tới khi mà tử thần gõ cửa hay là những cái biến cố nó xảy đến, nó ập tới, rồi mình mới bắt đầu đi tìm lẽ sống. Lúc đó nó còn nguyên vẹn đâu nữa mà đi tìm, muộn màng hết. Cho nên mình phải, khi bây giờ mà mình đã nhận ra được điều này, đã tỉnh ra rồi, thì phải lên đường đi tìm, tìm cho ra một con đường để mà sống. Đừng có bắt chước ai hết. Mình có cái đời sống của mình, mình phải cố gắng học hỏi, cố gắng quan sát, cố gắng tìm tòi làm sao để mà mình thiết kế cho mình một cái hướng đi. Có thể hướng đi này nó không có giống ai hết, nhưng mà mình thấy nó an toàn, nó có bình yên, hạnh phúc mỗi ngày. Mỗi ngày mình có thể cười được, có thể nói những câu nói xây dựng niềm tin yêu cho những người chung quanh mình được, có nhiều thời gian để thưởng thức những giá trị mầu nhiệm đang xảy ra được, có nhiều năng lượng để giúp đỡ những người thân yêu hay là cộng đồng mà mình đang nương tựa được, thì đó là cái con đường tuyệt hảo, con đường mình phải tìm cho ra và đi cho bằng được. Chứ nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục bị cuốn theo dòng chảy của cuộc sống. Chúng ta lẩn quẩn như bao nhiêu người trẻ khác, cứ đi xách gói, đi kiếm tiền, rồi đi thao túng quyền lực, để rồi cuối cùng cảm thấy chán, cảm thấy trống rỗng, cảm thấy vô nghĩa, rồi không có đủ sức để mà quay trở lại tìm một con đường khác. Phóng lao thì phải theo lao,
Rồi cứ mãi miết đi trên một con đường mà mình biết rằng nó không mang tới một cái giá trị hạnh phúc đích thực nào cả, thì rất là ngậm ngùi. Chúng ta có thể đặt cho mình một câu hỏi: trên đời này điều gì là quan trọng nhất? Câu trả lời là cái gì cũng quan trọng hết, nhưng mà tùy vào từng thời điểm, từng hoàn cảnh. Trong cái xu thế xã hội phát triển như thế này thì tất nhiên là thành công là đối với mình rất là quan trọng. Thành công thì cái nghĩa là kiếm được nhiều tiền, có một cái vị trí mà ai cũng thèm muốn hết, nhiều người nhìn mình rất là ngưỡng mộ, có điều kiện để mà hưởng thụ những cái tiện nghi vật chất cao cấp thì gọi là thành công. Nhưng mà nếu mà chỉ có thành công thôi đó thì mình có thể sống được không? Không có những người thân yêu bên cạnh thì mình có sống được không? Không có những cái mối quan hệ hậu tương, không có một cộng đồng lành mạnh và bền vững, không có một hành tinh xanh tươi, thì bạn sống kiểu nào? Thành công tuy cũng cần, nhưng mà chưa chắc là nó quan trọng hơn là cái việc bạn được bưng một cái chén trà, một cái tách nước lên để mà uống, hay là một bữa cơm bạn được ăn trong sự thư giãn, thoải mái, hay là những buổi chuyện trò với những người thân yêu. Trong tuệ giác của những bậc thầy tâm linh thì họ thấy rằng trên đời này cái gì cũng quan trọng hết. Giây phút nào mà bạn đang tiếp xúc với cái đối tượng đó thì cái đó là quan trọng nhất. Khi bạn ăn thì ăn trở nên quan trọng nhất. Bạn chỉ nên chú ý vào cái ăn thôi, đừng chú ý tới cái khác, đừng có quan tâm tới cái khác. Khi bạn đi thì đi trở thành quan trọng. Biết đâu mai này đâu có còn đôi chân lành lặn nữa đâu mà đi. Tại sao bây giờ mình đi mà như là mộng du, đi không biết đi đâu, đi như là bị ma rượt, vội vàng hấp tấp. Đi cũng quan trọng. Giây phút bạn đứng chải răng của bạn nó cũng quan trọng lắm. Rồi giây phút bạn ngồi bên những người thân yêu, chỉ nhìn họ thôi, nghe những tâm sự của họ cũng rất là quan trọng. Giây phút bạn được nhìn thấy cái nắng của ngày mới đang lên, bạn thấy một đóa hoa đang nở cũng quan trọng. Rồi giây phút bạn đi làm việc thì đó là giây phút quan trọng. Giây phút nào mà bạn đang tiếp xúc, cái gì mà bạn đang tiếp xúc thì cái đó trở thành quan trọng. Đối tượng nào bạn đang tiếp xúc thì đó là đối tượng quan trọng. Nếu mà bạn nắm được cái nguyên tắc đó rồi thì bạn sẽ sống sâu sắc trong từng giây phút. Bạn không có tô đậm cái nào hết. Tất nhiên sẽ có những cái lúc chúng ta cần nhấn cái nào đó nhiều hơn, có những cái việc cần gấp thì chúng ta cũng phải giải quyết, chúng ta ưu tiên cho nó trước. Nhưng mà đó là trường hợp đặc biệt, ngoại lệ. Còn cái đời sống phổ thông, sinh hoạt thông thường, cái cách sống của chúng ta trên cái nền tảng là mọi thứ đều quan trọng. Quan trọng theo cái nghĩa nâng niu, theo cái nghĩa ý thức được sự có mặt của nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Quan trọng để có thể tiếp xúc một cách trọn vẹn. Nhưng mà cũng có thể nói một cách khác, thật ra trên đời này không có gì quan trọng hết. Là sao? Mới nói quan trọng rồi không quan trọng là sao? Nếu như chúng ta đắm đuối theo một cái đối tượng nào đó, kẹt cứng vào cái công việc của mình đang làm để mà đánh mất cái thực tại, đánh mất sự sống, thì các nhà tâm linh nói rằng: này anh, những cái đó không có gì quan trọng hết. Trên đời này không có cái gì quan trọng hết.
cái phủ nhận đó để đánh thức cái sự bám víu của chúng ta, cái sự mãi miết của chúng ta đi theo những cái đối tượng nào đó mà chúng ta đánh mất cái sự sống của mình. Cho nên anh biết rằng còn được sống là quan trọng lắm rồi, là hạnh phúc lắm rồi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cũng chỉ có một đời sống đang sống đây thôi. Kiếp khác thì tính sao? Mỗi chúng ta đi vào trong cuộc đời này có vài chục năm để sống, chứ đâu có tới 300-400 năm đâu. Cho nên đừng có lần lữa, đừng có hẹn hò, đừng có đợi hết cái project này, dự án kia rồi mới chịu sống. Sống ngay từ bây giờ. Và khi chúng ta từ giã cuộc đời này, chúng ta đâu có mang được cái thứ gì đâu. Cái mà chúng ta có thể mang đi thì chỉ có tình thương thôi. Tình thương thì để lại và mang đi được. Chứ còn những cái tiện nghi vật chất kia, những cái quyền lực kia, địa vị kia, tan biến hết. Rất là vô thường. Tốn thời gian chi cho mấy cái chuyện đó. Dành thời gian để sống. Dành thời gian để uống nước, để ăn cơm, để đi bộ, để ngồi với những người thân, để xây dựng niềm tin yêu cho nhau, để sống sâu sắc. Tất nhiên là mình cũng phải đi làm, tất nhiên là mình cũng phải mưu sinh, nhưng mà vừa đủ thôi, vừa an toàn thôi, chứ đừng có dư thừa. Cái dư thừa đó nó đã giết lấy không biết bao nhiêu là thời gian và không gian của mình. Cái dư thừa đó nó làm hao tổn biết bao nhiêu cái năng lượng của mình. Cái dư thừa đó nó đã lấy đi không biết bao nhiêu cái phẩm chất đạo đức của mình. Rất là uổng. Mình đâu có xài những cái dư thừa đó đâu. Mà các bạn nghe thêm một bài nữa, bài hát Tâm An. Trên mỗi bàn chân bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này, an khắp mọi phương. Niềm vui trải dài sự sống, tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời. Trên mỗi bàn chân bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này, an khắp mọi phương. Niềm vui
trải dài sự sống. Tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời này đây. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng nuôi ta lớn lên. Xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương. Trời này đây, lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng nuôi ta lớn lên. Xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết đã biết thương chân gian. Tình thương mà nó lên ngôi, tình thương thật sự xuất hiện có mặt, thì phải có bình yên. Bình yên là chất liệu để mà nâng cái tình thương nó thức dậy. Có những cái tình thương mà nó không có đến từ sự bình yên, nó đến từ sự xáo trộn, dữ dội, từ sự căng thẳng, từ sự hồi hộp. Thì tình thương đó nó chỉ là một cái cảm xúc nhất thời, tan biến rất nhanh. Tình thương nó đến từ cái buông bỏ những cái cố chấp ở trong lòng, buông bỏ những cái chống cự, những cái ham muốn, những cái đòi hỏi. Và cái tâm mình nó làm được điều đó, phải tin tưởng vào điều đó. Thì tình thương nó đến như vậy là một cái tình thương rất là trong sáng. Tình thương có tính chất nuôi dưỡng. Có loại tình thương nó mang đến sự nuôi dưỡng, nhưng mà có loại tình thương nó mang tới sự hủy diệt. Có những tình thương nó nâng cuộc đời nhau lên, mà có những tình thương nó dìm cuộc đời nhau xuống. Có những tình thương cho nhau thêm cái không gian thênh thang. Tại vì hai người đi vào trong cuộc đời thì phải mạnh hơn một người chứ. Chứ tại sao mà hai người đi chung với nhau mà lại yếu hơn một người, mà khổ đau hơn một người. Có những tình thương đưa tới sự ràng buộc, ngộp thở. Người đó cũng rất là thương mình, nhưng người đó cần được không gian để thở, để thoải mái, để được là chính họ. Họ không muốn vì thương mình mà đánh mất chính họ. Và ta cũng vậy. Ta đâu có muốn đánh mất chính mình khi mà thương một người nào đâu.
Tại sao ta muốn người khác phải làm theo cái ý của mình không hả? Phải điều khiển người đó được mình mới chịu. Cái đó nó không phải là tình thương, nó đến từ sự ích kỷ. Trá hình là tình thương, nhưng mà sâu ở bên trong đó là quyền lợi cá nhân, đó là nhu cầu của bản ngã. Mà muốn cho cái tâm bình yên thì trước hết tâm nó phải tỉnh thức trước đã. Nó không có mộng mị, nó không có chìm đắm trong quá khứ, không có chìm đắm trong tương lai. Nó phải thật sự có mặt trong hiện tại. Tâm nó trở về với thân, kết thành một mối thân tâm nhất như. Khi sự tỉnh thức có mặt rồi thì sự bình yên sẽ có mặt theo. Vậy các bạn muốn mình có một đời sống bình yên, miên viễn, bền vững thì các bạn phải học thiền. Thiền là một trong những cái phương pháp có thể giúp các bạn luôn sống trong đời sống tỉnh thức. Thiền trong cái khóa một ngày như vậy là chưa có đủ. Các bạn phải học những cái khóa lớn hơn 3 ngày, thậm chí là 7 ngày hay là 3 tuần lễ. Chứ nhiều dữ vậy, ai rảnh đâu mà đi chỉ tới 3 tuần lễ. Công ăn việc làm bỏ cho ai? Thì tất nhiên nếu bạn chưa thấy được cái nhu cầu bình yên trong bạn nó quá cần thiết thì bạn sẽ không đi, không nhất thiết phải đi. Nhưng mà nếu bạn đã ý thức điều đó rất là rõ, bạn thấy nhu cầu đó rất là lớn trong bạn rồi, bây giờ mình không có như ngày xưa để mà đi theo những cái ham muốn bất chợt, những cái cơn cảm xúc nhất thời nữa. Bây giờ mình không có quan trọng cái chuyện vinh nhục nữa, mà mình muốn muốn con người mình nó được cân đối, hài hòa, được sống cho sâu sắc, sống với cái trái tim thương yêu của mình, với cái chất liệu của bình yên, thì mình có thể dám hy sinh công việc để mà đi lấy những cái khóa thiền dài ngày, để mà mình được nuôi dưỡng một thời gian, để mình thiết lập được thói quen mới. Đó là thói quen luôn sống trong tỉnh thức. Từ cái nền tảng đó, khi trở về nhà, chúng ta sẽ đem thiền về nhà. Chúng ta đến công ty, chúng ta đem thiền tới công ty. Tôi dám đảm bảo với các vị là các vị dám ở 7 ngày hay là 21 ngày thì các bạn sẽ thay đổi được một ít thói quen. Các bạn sẽ từ tốn hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn, gần gũi hơn và độ lượng hơn. Những cái đó là những cái chất liệu quý giá để nó cấu thành cái hạnh phúc của con người, chứ không phải là những cái bên ngoài, những cái mà chúng ta đang bỏ quá nhiều thời gian và công sức cho nó. Nhưng mà hôm nay chúng ta có một cái cơ hội được ngồi chung với nhau trong một cái khóa thiền bình yên trong từng giây phút. Chúng ta đã cố gắng để mà cùng thiết lập ra một cái chương trình để ai cũng có thể tham dự được, cũng có được nuôi dưỡng, cũng được khơi dậy những cái giá trị ở bên trong, chất liệu của sự tỉnh thức. Tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào cái tâm trạng của mỗi người. Có những người tâm thức còn biến động nhiều quá thì tất nhiên là không có thể thừa hưởng một cách trọn vẹn được. Nhưng mà ít nhiều nó đã bắt đầu, nó được kích hoạt. Những hạt giống tỉnh thức, hạt giống thương yêu nó đã bắt đầu được kích hoạt. Nó đang bắt đầu trồi lên, nên mình cho thêm vài khóa nữa thì nó sẽ lên luôn. Có những vị đã sẵn sàng rồi, để sẵn sàng để đón nhận những cái phép thực tập, những cái bài nói chuyện đã cho phép những cái giọt nước cam lồ đó đi vào trong người của mình, để nó giúp mình một tay chuyển hóa những năng lượng tiêu cực. Cho nên có nhiều bạn từ đầu giờ tới cuối giờ đã thấy người nó nhẹ ra rất nhiều, thấy bình an rất nhiều. Và hy vọng là các bạn có thể mang được cái chất liệu đó trở về nhà, ít nhất là tối nay nó vẫn còn.
Sáng mai nó có thể là bay đi ít nhiều, nhưng mà từ giờ tới tối tới sáng mai mình là một con người bình yên. Chứ về đừng có đi party liền nha. Đừng có đi theo thói quen cũ là về tới nhà rồi quát tháo, rồi nhăn nhó, trách móc giận hờn, phê phán. Mình về với tất cả con người bình yên của mình. Bước vô nhà, năng lượng bình yên nó tỏa ra. Ai cũng thấy wow. Người tu thiền mới trở về. Cảm nhận được liền. Đi rất là nhẹ nhàng, nói rất là từ tốn. Ngồi ra ngồi, đứng ra đứng, đi ra đi. Làm việc nào ra việc đó, một trong một thôi. Trước đây là làm 2 trong 1, 3 trong 1, có người làm 4 trong 1 nữa. Còn bây giờ là mình làm 1 trong 1, mà nó rất là chất lượng. Và cái bình yên của mình nó có tính tương tác, nó tác động vào những người ở nhà. Họ thấy năng lượng mình về, họ thấy khỏe, thấy nhẹ. Nói em ơi, còn khóa nào nữa, em đi giùm anh thêm khóa nữa đi. Chỉ còn nếu mà mình không có ý thức, mới ra khỏi cửa là bắt đầu mình bóc điện thoại, rồi mình gọi, rồi mình cũng chạy xe ầm ầm, rồi mình cũng trở về cái thói quen cũ. Người kia thấy mình đi dự một ngày về, họ ở nhà họ lo hết chuyện con cái, nhà cửa công việc cho mình, đi một ngày về, về mình còn liếc mắt, rồi mình còn cự nữ, rồi mình còn càm ràm nữa. Người kia không có nói ra, nhưng mà nói tu hú cho tu cái gì không biết nữa. Cái này không phải là do mình không có biết tu hay là mình không có tu, mà điều có cái là mình không có dùng cái ý chí mình để mình cố gắng nuôi dưỡng cái sự thực tập của mình. Cố nhiên là một buổi như vậy là chưa có đủ lớn. Khi mình ở được một thời gian dài, vài tuần thì mình không cần dùng ý chí nữa, tự động. Cả con người mình là một cái chất liệu có thật. Bình an nó lan tỏa khắp trong từng tế bào, thớ thịt, trong từng hơi thở của mình. Và các bạn biết không, cái năng lượng bình an của mình, nó không chỉ có tính chất tương tác trực tiếp, mà nó còn tương tác một cách gián tiếp. Bạn ở đây mà bạn vẫn có thể nuôi người thương mình ở xa được. Mỗi khi bạn nghĩ đến người đó là bạn đã có thể nuôi được rồi. Năng lượng của bạn nó phóng đi. Nói dễ hiểu hơn là bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi cho người đó bằng một cái giọng rất là bình an, là người đó đã được nuôi dưỡng rồi. Chúng ta có rất nhiều món quà để tặng cho nhau. Bình yên là một món quà rất là lớn, rất là quý báu. Mà trong cái thời buổi mọi người sống quay cuồng như thế này thì nó cần hơn bao giờ hết. Cho nên các bạn có thể là một cái người không có thành công lắm trên chính trường, trên thương trường, có thể bạn trở thành một cái người thành công về tâm hồn. Không có làm nên nhiều tiền, không có quyền lực, nhưng mà lúc nào cũng dễ thương, cũng ngọt ngào, cũng thanh thản, cũng bình an. Hồi đầu người kia thấy mình rất là vô dụng, rất là không giống ai. Nhưng mà rồi người đó sẽ nhận ra cái giá trị đích thực của mình. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe.